Asian. Ronaldo. Pha cản phá rất xuất sắc. Pha bóng tốt. Một tình huống đánh đầu đưa bóng lên cung thành rất khó khăn. Nicolas Pepe. Thomas Partey. Navi. Rất trống trải. Một pha tấn bóng nhưng không đủ cao. Nicolas Pepe. Ronaldo. Gavi. Tôi rất thích kỹ thuật xử lý bóng đó của anh ta. Thomas Partey. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Các bóng vào đi. Sút đi. Thomas Partey. Chưa đi ăn đi. Không ai ngăn cản. Tuyệt vời, nguồn thắng vô địch mắt của Gran Prix. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Rất tốt. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Thomas Partey. Cơ hội. Và đây là cú sút. Wow. Anh ấy không cần dùng quá nhiều lực. Gần vừa đủ của ông Vọng và Thủy Môn. Rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một công cụ tin rất lớn để chú ý điều đó. Và anh ta đã thành công. Gia tăng khoảng cách trên thành 2-0. Tạt bóng đi. Navi. Kaka. Anh ấy có thể sút. Cristiano Ronaldo. Vào rồi, thật tuyệt vời. Rất độc đáo và sút điểm rất đẹp. Yeah, anh ấy đã ghi bàn. Môn đã bất lực về quỹ đạo bay của trái bóng. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Vâng, anh ấy đã tung một đường truyền đảo quanh chính xác cho đội của mình. À, một quả kết quả. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Thomas Partey.
Henry, Nicolas Pepe. Có thể phạt bóng ngay bây giờ. Ronaldo. Tình huống ngay. Nguy hiểm. Bóng được chuyền vào. Dường như trận đấu đang định đoạt, nhưng không, trận đấu đã trở về điểm xuất phát 2-2. Ghi bàn cho bất kỳ một thể thao nào là điều đáng ghi nhận. Đó là cú đánh đầu hiểm hóc. Vì sự cân bằng, đó là sự cố gắng tuyệt vời của Hà Nội. Chuyền sang trái không. Thomas Partey. Nicolas Pepe. Kaká. Benzema. Eden Hazard. Kaká. Theo Hernandez. Rất kỹ thuật, một cú tân bóng đúng thời điểm. Đây rồi. Bất bóng trong vòng cấm. Sút. Quả đá được ghi, nhưng không được cản phá bóng đó. Đó là bàn thắng có chất lượng hàng đầu, không có nghi ngờ gì về điều đó. Thật tuyệt phải không? Đó là phạt bóng rất tốt từ bên phải. Đúng vậy, thật tuyệt vời khi có được bàn thắng. Một pha dứt điểm tuyệt vời. Và ngoài trận thì chúng ta thấy đây đúng là một bàn thắng tuyệt đẹp. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Benzema. Có thể dứt điểm ngay. Không ai ngăn cản. Karim Benzema. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Một bàn thắng tuyệt vời. Anh ấy nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào trong. Và sau đó là bàn thắng mà các bạn cũng có thể thấy rồi đấy. Cú đánh đầu rất mạnh. Và còn hiểm hóc nữa. Thì mình hoàn toàn bất lực trong tình huống cản phá. Họ đã quay trở lại về xuất phát sau khi đã bị bỏ lại khá xa trong trận đấu. Eto. Benzema. Theo Hernandez. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Phản công. Đây có lẽ sẽ là pha đá phạt cuối cùng của trận đấu. Cần phải cẩn thận hơn nếu bạn không muốn tăng sớm thì nhận thêm thẻ vàng. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh. Bóng đã ra ngoài sân. Lucas Vázquez. Nguy hiểm. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là Chan Bailey đã căng cờ.
Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Họ vẫn có thể có một tình huống, một thời điểm quyết định trận đấu trong thời gian ít ỏi còn lại. Benzema, Nicolas Pepe, trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Benzema có thể có bàn thắng. Và đây là cú sút. Đây sẽ là bàn thắng quyết định kết quả sau cùng của trận đấu. Đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Chúng ta sẽ ngay bên sau bên trong. Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn từ pha tạt bóng sớm của cầu thủ. Chúng ta Kaka, Ronaldo, chấp nhận một pha phạt góc. Karim Benzema, một pha cản phá tốt từ thủ môn, chuyển cho bóng tốt. Đó là cách mà người ấy lấy được bóng rất tốt. Perisic, Heung-min Son, các bóng vào đi. Đó nên là một cơ hội. Thủ môn đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Perisic. Đột phá. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Benzema. Sóng gió đã nổi lên. Thật nguy hiểm, thế đã để mất bóng. Theo Hernandez. Benzema. Và phía sau là thủ môn. Có cơ hội ngay bây giờ. Đã có bàn thắng. Wow. Đó là một pha dứt điểm tuyệt vời. Họ đá vừa với nhau rất nhịp nhàng. Cá nhân tôi rất thích bàn thắng này, nó thật sự rất thú vị. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Kaka,
Ronaldo. Đây rồi. Đây là pha tấn công bất ngờ. Hãy nhìn thằng này như vậy xem. Cần phải tắt ngay. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Đó sẽ là một quả phạt góc. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Linh tính của tôi cho biết có thể sẽ còn thắng lúc này. Benzema. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Cristiano Ronaldo. Cú bóng vào. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Trọng tài báo hiệu còn 3 phút cùng giờ. Mất bóng. Một không là gì. Tôi được quyết định sẽ rút anh chàng hậu vệ biên này ra khỏi sân vì màn trình diễn quá yếu kém của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Hàng phòng ngự cần một nhân tố mới thi đấu tốt hơn. Benzema. Mất bóng trong vòng cấm. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Lucas Vázquez. Eto. Không ai ngăn cản. Có cơ hội ngay bây giờ. Thủ môn đã bắt được bóng. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Eto đột phá. Một pha sút bóng đầy cú thật để mang hiệu với đối phương. Chỉ cần một cú tấn bóng được qua đó. Eriksen đã không trúng mục tiêu. Kaká. Tiền đạo không thể chặn lại.
nhưng bóng hơi thấp. Kaka. Tình huống lấy bóng của Varane. Perisic. Rất nhanh. Penalty. Họ sẽ mất cơ hội để giành chiến thắng một phần bên và bây giờ chỉ còn 10 người trên sân. Họ thực sự đã cố gắng để giữ chiến thắng nhưng trong trường hợp này họ đã không làm được điều đó. Và penalty thành công. Đó là một pha penalty rất tốt, đá được như vậy. Rất quyết đoán. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-0. Rất tốt. Đá phạt. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Benzema. Bóng đi. Sút. Một tình huống thi đấu rất tốt của thủ môn. Anh đã từ chối một bàn thắng của đối phương. Họ vẫn có thể có một tình huống, một thời điểm quyết định trận đấu trong thời gian ít ỏi còn lại. Vượt qua rồi. Valencia đó. Có thể có bàn thắng. Perisic. Tiếng còn kết thúc trận đấu đã vang lên.